thành Thăng Long xưa, thủ đô Hà Nội nay, vốn được mệnh danh là mảnh đất hội tụ, kết tinh tinh hoa văn hóa của dân tộc. Trải qua 1.000 năm hình thành và phát triển, kể từ khi vua Lý Thái Tổ chọn khu đất Đại La bên cửa sông Tô Lịch làm nơi định đô cho muôn đời. Nơi đây còn lưu giữ những giá trị truyền thống, những di sản quý báu của dân tộc, trong đó có những ngôi đình cổ. Tọa lạc tại 75 Hàng Trống, đình Nam Hương nằm phía sau khu tưởng niệm vua Lê, ngay sát bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Với diện tích 441,5 m², đình được xây dựng theo hướng đông, gồm 2 tầng. Tầng 1 được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, tầng 2 theo lối hình chữ nhị. Phía ngoài là tiền tế, phía trong là hậu cung. Được dựng lên khoảng cuối thời Lê Nguyên, đình Nam Hương thờ 5 vị thượng đẳng thần là Lê Lợi, thần Long Đỗ, thần Cao Sơn Đại Vương, thần Linh Lang Đại Vương và công chúa Hà Duy. Trải qua thời gian, ngôi đình đã bị chuyển rời, bị tàn phá của chiến tranh, song nơi đây vẫn còn bảo lưu được một khối lượng di vật khá phong phú và có giá trị nhiều về mặt lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật. Trên này có 19 cái sắp phong ở trên này của các đời vua phong cho cái đình này. Đâm ra hàng năm là cứ nhớ cái ngày lễ hội, ngày lẻ là vào vua Lê Đăng Quang là 15 tháng 4, thì là cứ vào cái năm lẻ thì là phường sẽ đứng ra tổ chức. Còn các cái năm chẵn, giả dụ như là đít năm và đít không thì là quận đứng ra tổ chức rất là long trọng. Năm 2019, đình Nam Hương được trùng tu, cùng với đó là những dự án nghệ thuật đã mang tới cho ngôi đình một sức sống mới. Dự án nghệ thuật từ truyền thống tới truyền thống đã mời cụ Lê Đình Nghiêm, nghệ nhân cuối cùng của tranh Hàng Trống, đến truyền cảm hứng và cùng tái tạo lại những bức tranh Hàng Trống để trưng bày tại không gian đình. Từ khi là các họa sĩ mà để trưng bày các bức tranh ấy, từ truyền thống lối đến truyền thống, đến bây giờ là mỗi một năm là có một cái chủ đề nó khác nhau, thì khách du lịch đến đây tham quan rất là đông, và tất cả các quảng bá của bên du lịch nữa cũng dẫn các cái đoàn về đây để thăm, và nhân dân địa phương ở xung quanh đây cứ ngày rằm với mùng 1, ngày lễ, ngày Tết là người ta đến rất là đông đủ. Ở đây thật tuyệt vời. Tôi thích tất cả những bức tranh Hàng Trống mang tên bốn mùa nơi đây. Khi mà tôi cố gắng thực hiện những cái dự án nghệ thuật để kể chính những câu chuyện về những cái nghề thủ công mà nó được đối thoại với những cái sáng tác của các cái họa sĩ trẻ. Có nghĩa là nó chính là một cái đối thoại giữa những nghệ nhân và những nghệ sĩ, những người sáng tác độc lập. Chính vì thế nên tôi nghĩ là nó cũng giống như một câu chuyện tiếp nối lịch sử, tiếp nối cái sự sáng tạo từ những đôi bàn tay và khối óc. Chính vì vậy tôi nghĩ là những cái dự án như vậy thì nó mang lại một cái đời sống mới cho những cái di sản mà bị lãng quên ở trong cái đời sống đương đại. Thì khi mà thực hiện được cái điều này thì tôi thấy nó rất là vui. Từ khu phố hàng bông sầm uất, rẽ vào con ngõ nhỏ tạm thương vài trăm mét, du khách sẽ được thưởng ngoạn nét đẹp cổ kính của đình Yên Thái. Ngôi đình cổ được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Đình là nơi thờ phụng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, nguyên phi của Đức Vua Lý Thánh Tông. Nguyên phi Ỷ Lan, tên thật là Lê Thị Yến, sinh ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thân, người Hương Thổ Lỗi, còn gọi là Làng Sủi, xưa thuộc huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trong hơn nửa thế kỷ, từ năm 1063 đến năm 1117, bà trở thành Nguyên Phi rồi Hoàng Thái Hậu. Hai lần nhiếp chính triều Lý, Nguyên Phi Ỷ Lan đã giúp vua Lý Thánh Tông đánh thắng quân Chiêm. Hậu thế lưu truyền, bà là bậc nữ lưu kiệt xuất, có tài kinh bang tế thế, trọng nông thương dân, giữ nghiêm phép nước, trừng trị bọn lộng quyền tham nhũng, tạo hậu phương vững mạnh cho vua đi đánh giặc. Hàng năm là địa phương, đảng, chính quyền, mặt trận mà nhân dân ở đây rất tôn nghiêm phấn khởi kỷ niệm những ngày sinh ngày hóa của thần mẫu. Thế và có các đồng chí trung ương thành hội, trung ương hội đấy, từ nhà thành phố họ về là cũng là thắp hương để học tài đức của thần đấy.
Thế chúng tôi ở đây thì được đảng chính quyền mặt trận tuyên truyền là phải khối đoàn kết, mà đây coi đây nó là cơ sở tâm linh của nhân dân lao động và cán bộ công nhân viên. Sau những giờ lao động cống hiến cho xây dựng xã hội thì về đây thắp hương. Nhưng mà thắp hương phải học mẫu, hứa mẫu về cơ quan hay là làm bất cứ việc gì phải có ích lợi cho xã hội và bản thân. Gia đình thuận hòa, cơ quan thuận hòa. Đấy, thì là địa phương là sẽ phồn thịnh. Ở ngôi đình làng, ngoài chuyện thờ thành hoàng làng ra, thì nó còn là ngôi đình mà chứa đựng cái tâm linh về Phật giáo, về Đức Phật. Thánh thiện nhất, hiền lành và nhân văn nhất. Có lẽ đó là văn hóa Việt mà không bao giờ có thể bỏ qua được. Đình làng Việt chính là nơi giữ gìn văn hóa Việt, là nơi cố kết cộng đồng. Hà Nội với đặc trưng văn hóa của 36 phố phường, những ngôi đình cũng có những biến thể khác nhau cả về kiến trúc lẫn chủ thể thờ tự. Rất nhiều những ngôi đình ở phố cổ Hà Nội thờ tổ nghề của khu phố. Đình Hà Vĩ tọa lạc ở 11 phố Hàng Hòm, phường Hàng Gai. Đây là nơi thờ ông tổ nghề sơn Trần Lư, sinh năm 1470, mất năm 1540, người làng Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng đình Hà Vĩ có ý nghĩa về mặt lịch sử văn hóa kiến trúc cho một ngôi đình tổ nghề trong khu phố cổ. Mỗi một cái góc phố ở Hà Nội này đều có những cái lịch sử phát triển. Ở đó là nó đem lại cái nhìn nhận một thành phố mà có một cái sự hội nhập ở giữa trong và ngoài, giữa những cái làng quê có truyền thống lịch sử, có truyền thống nghệ thuật, có truyền thống mà làm ra những cái sản vật thì khi đem ra đến phố thị thì lại biến những cái sản vật ý trở nên đi xa hơn. Thế những cái đó nó lại làm lại cho người ta thấy rằng là mỗi một cái đình ý nó làm cho những người xa quê đấy nhớ về cái nguồn gốc của mình, nhớ về cái công ơn của những người mà tạo ra cái cơ hội sinh kế thành đạt của mình trên đường phố. Và đấy chính là một cái văn hóa của Hà Nội, cũng là văn hóa của Việt Nam, tức là uống nước nhớ nguồn. Thì ngay cả cái câu chuyện mà biết ơn thì cũng đã là một cái việc là rất đáng trân trọng. Nhưng cái sự biết ơn ý lại được thể hiện qua những các cái công trình kiến trúc, qua những công trình mà có thể gọi là điêu khắc, nghệ thuật điêu khắc trong mỗi một cái ngôi đình trong phố như vậy. Thì các thế hệ người Hà Nội, các cái người hàng phố đến các ngôi đình đấy như tìm lại được cái nguồn gốc xa xưa của mình, cái niềm tự hào của mình trong cuộc sống hiện tại cũng như là trong lịch sử. Năm 2023, đình Hà Vĩ mang thêm một diện mạo, một sức sống mới. Toàn bộ không gian đình được các nghệ sĩ sắp đặt để kể lại câu chuyện tinh tế của nghề sơn. Câu chuyện được tái hiện sinh động bắt đầu từ những cây sơn được mang từ Phú Thọ xuống, đến những dụng cụ làm sơn, cho đến cuối cùng là những bức tranh nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt. Chúng ta biết rằng là ngay ở đình Hà Vĩ này là trước đây thì cũng có rất nhiều những hộ dân sinh sống, và có thể là tất cả những cái công trình di sản kiến trúc, những cái làng nghề hay là phố nghề hay là những cái đình trong phố thì trong một thời gian dài do cái quản lý lỏng lẻo cho nên là có rất nhiều hộ dân sinh sống, và mỗi cái đình được sống lại đây là cả một cái quá trình nỗ lực của toàn bộ nhân dân và chính quyền quận Hoàn Kiếm. Và cũng có cả những cái sự đóng góp của chính những người dân ở đây nữa. Khi mà rời bỏ đường phố, những cái khu phố này, họ đi đến những chỗ khác thì rõ ràng họ để lại rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều cả những cái cuộc sống sung túc ở trên phố để hy sinh cho cái cộng đồng là bảo lưu lại cái văn hóa lịch sử ở đây. Thì quận Hoàn Kiếm trong vòng 15 năm trở lại đây thì đã làm sống lại rất nhiều những cái công trình, cái đình trong phố. Và bên cạnh cái việc mà làm về cái không gian kiến trúc cảnh quan như thế thì gần đây quận Hoàn Kiếm là còn chú trọng hơn là tạo nên cái sức sống mới trong những không gian lịch sử. Khi chúng ta biết rằng Hà Nội đang hiện đại hóa từng ngày, và chính cái việc làm này nó hội tụ cái sự sáng tạo, cái nội hàm văn hóa mà đem lại những cái giá trị không phải chỉ về mặt cuộc sống vật chất, tinh thần, mà còn nó còn làm cho cái sự đặc thù của một khu phố cổ lịch sử Hà Nội đặc sắc hơn. Bởi vì là không phải một thành phố nào
người ta cũng có thể duy trì được không gian lịch sử một cách sinh động như những cái đình trong phố ở Hà Nội. Khi thực hiện những dự án này thì tôi lựa chọn những cái địa điểm mang tính di sản ở Hà Nội. Thì tôi nghĩ đó là những cái câu chuyện nó gắn kết với cả những ký ức của thành phố. Đây là một cái đề tài mà tôi cũng đã thực hiện trong hơn 10 năm trở lại đây. Có một cái chủ đề lớn đó là đô thị và ký ức. Đó là lý do tại sao mà những ngôi đình ở trong phố cổ là một cái mảng mà tôi cũng rất là quan tâm. Một trong những cái ký ức của đô thị mà hầu như bây giờ nó đã bị lãng quên ở trong cái đời sống của xã hội đương đại. Những tác phẩm nghệ thuật từ tranh vẽ sơn mài, lụa, sắp đặt, nhiếp ảnh, màu nước, ký họa đã góp phần tạo dựng câu chuyện phố nghề của Hà Nội 36 phố phường. Ở đây thì cái câu chuyện là làm sao để lan tỏa được cho cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ, người ta cũng phải chung tay được và cũng phải để làm sao để cho những cái người dân, chính là những cái người dân trong phố cổ, họ đang sinh sống ở đây và họ cũng nhận thức được và họ tự hào được để họ có những cái trách nhiệm về cùng với chính quyền để chung tay bảo tồn, gìn giữ những cái giá trị di sản sống này. Có thể nói, việc kể chuyện lại truyền thống bằng nghệ thuật đương đại không chỉ mang tới diện mạo mới cho đình trong phố, mà quan trọng hơn, một cách lặng lẽ, nó tiếp nối tinh thần nhân văn của cha ông, lưu giữ cái đẹp, cái thiện cho muôn đời sau. Và dĩ nhiên, cái đẹp đó đã và đang thu hút một lượng khách du lịch không nhỏ để phát triển Hà Nội ngày một hiện đại và giàu phẩm tính văn hóa.